thành phố buồn năm đớ, cơn gió chiều lạnh cuốn tóc hồn. Anh hay quá. Đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thêm tiếng đưa người quên đôi đôi người. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Hiếu Minh Audio. Thì hôm nay bên em có rất nhiều bác khách hàng đến đây để tham khảo mua các mặt hàng. Hôm nay trời rất nắng, các bác không quản ngại đường xá xa xôi để đến với cửa hàng Hiếu Minh Audio. Thì ở đây có hai bác khách hàng. Thì ở đây có một bác ở đây, đây. Chú đến mua một bộ phận nguồn một đính 2 Pro. Đây các bác nhìn này. Đấy, chú đã đặt cọc và mua rồi, một tí nữa chú sẽ mang về. Còn một anh thì ở đây thì đang đến tham khảo một bộ mic gia đình dành cho gia đình. Thì ở đây bên em hướng sang có hai loại là một mic 550 Pro và 550 Plus, đều là của DB Acoustic. Đấy, thì các bác ở đây thì Đại Ca Dũng đang tiến hành hướng dẫn và thử mic. Đây, em mời các bác đến xem trực tiếp cái mặt ngoài của bộ sản phẩm này. Đây, các bác nhìn đây, đây là mặt ngoài của hai con mic. Thì hai bộ này bên em của ngoài đều là bộ nhôm nha các bác. Con 550 Pro này thì mặt nó sáng hơn cái con 550 Plus này. Ở đây Đại Ca Dũng đang thử một 550 Pro nha các bác. Đây, Đại Ca Hải đây. Đại Ca Hải đang thử mic. Với quả đầu mới này đảm bảo là hát rất hay. Đại Ca Hải hát bài đi. Đại Ca Hải hát thử bài để các bác để xem. Ở đây thì bên em đang sử dụng là hai cặp loa Ericsson và một con sub 40 dB acoustic. Đây các bác nhìn đây, có mã hiệu là DK 115S. Đấy thì xin mời các bác nghe chất âm của bộ mic không dây DB Acoustic 550 Pro. Đây, các bạn nghe chất âm rất trong và sáng. Này thì cả hai đều dùng được cho bộ sự kiện nha má. Các bạn nhìn này, trai này mà không có người yêu thì hơi phí. Chỗ phố cách mình một lần, cả đời về đây tỏ tình ghen con. Chỗ con gánh mẹ đâu đó, cả lòng về đây gánh con biên trường. Ngày xưa mẹ ghét ngờ, con xin gánh lại những lời mẹ dặn, được đời sương gió miệt mù vì con hay vui từ xa. Con hãy mẹ đừng lỡ, sợ khi mẹ vẫn còn gánh nặng. Chỗ con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng ngày đắng cay. Đại Ca Hải vừa thử chiếc mic 550 Pro. Thì bên em chưa lắp cái dâu đằng sau nên sóng nó có hơi vấn đề. Cái này là dùng cho phòng hát hay là sự kiện là rất ok. 550 rồi. Không, mic nào mic nó phải lắp sóng vào. Nó phải lắp bên tiếng, mic chưa lắp bên tiếng. Chưa lắp bên tiếng rồi. Đây là tay mic của 550 Pro. Vừa Đại Ca Hải đã thử mic. Tay mic cầm rất chắc chắn. Đấy, anh khách vừa anh còn bảo là nhìn nó khỏe khoắn.
Cái này mà chọi ai thì cũng vậy. Chắc anh thử chọi chú Vân. Đây anh chọi em vào đầu thử xem. Ok, bây giờ thì anh Khách sẽ thử một bộ mic 550 Plus. Các bác nghe thử xem chất âm của nó có khác nhau không nhá. Đây thì cả hai bên em đều chưa lắp cái anten sóng vào. Đây nhìn các bác nhìn đây là tay mic của con 550 Plus. Nó lên cao, nó sáng đanh như không bị thẻ. Và tiếng mic sang. Đấy, còn bác Khách ở đây bác ấy vẫn đang phân vân hai loại không biết chọn loại nào. Ok, mời các bác nghe chất âm của mic DB 550 Plus. Ca sĩ thể hiện ở đây là bác Khách nhé, không phải ca sĩ thành phố yêu thương nơi chung phút đêm thành phố nào vừa đi đã bỏ đường quanh phố huyện gốc thấp già chiều đang thay nghe lắng tham thầm lắng hôn kẻ nào một sáng là nhớ em ngày chủ nhật ngày của riêng mình thành phố muôn lắm. Các bạn nghe bác Khách hát thì ở đây có mấy bác Khách cũng vào nữa. Cửa hàng bên Nhóm Minh Audio rất đông khách. Chú đi đi. Chúa hương tình sẽ cho mình mãi bánh bánh. Đây là mic 550 Plus nha các bác nhá. Mic 550 Plus đang thể hiện. Ok, ở đây đại ca Dũng đang lắp pin cho bác Khách để thử con 550 Pro.
âm của mic 550 Pro. Một sáng nhớ không ngày chủ nhật ngày buồn riêng mình, thành phố buồn làm cái khói tỏa, người đưa chim dưới dương vì bên nhau trong gấm giao mưa, tiếng tiếng cầu dề bỗng yếu đưa chuông quân tình sẽ cho mình bài viết mang gần. Rồi từ đó trốn không ba, em làm giàu cũng nhạc người. Ấm ấm anh biết vững đời, đau buồn em không chia phôi. Anh về góp kỷ niệm thành phố buồn lắm tơ mưa, cơn gió chiều lạnh cuốn tâm hồn. Ở đây thì bên em vẫn chưa lắp hẳn đèn vào đây các bạn nhé, đèn vẫn ở đấy. Giờ không em dõi đau buồn, giờ không em hoàn vắng vô buồn, tiếng chuông chiều chậm chậm thế tiếng đưa quanh núi đồi quê các tình. Ok ok. Anh thử hai miếng này, đánh nào. Cái nào hơn? Còn còn nữa. À. Đây, ở đây vừa bác khách bác đi thử thì bác đã thấy con 550 Plus hơn. Đấy. Ở đây thì Đại ca Dũng đang chỉnh con em quay này thì theo con Plus nha các bác.